Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo hướng dẫn các tiện ích trong phần mềm AutoCAD. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn đó là tiện ích offset đối tượng la thành hai đối tượng song song nhau theo một khoảng cách cho trước nha. Rồi ta bắt đầu vào thực hành luôn nha. Ta lock ứng dụng lên nè. Rồi offset đối tượng sang hai đối tượng song song nè. Rồi lên nha. Rồi bấm phím tắt 46 nha. Rồi ta chọn offset là 20 nè. Rồi chọn đối tượng nè. Rồi nó hỏi là bạn muốn xóa về góc không? Trường hợp có nè, nó đáp xét ra phải góc xóa nha. Rồi trường hợp viết lại nha. Rồi thứ hai 46 nè. Rồi góc xét 20 nè, chọn đối tượng nè. Rồi tên cái nè. Rồi không nha, hồi nãy có giờ chắc không đó, dùng cái góc nè, mẫu bên là 20 nha các bạn. Hãy thử nghiệm cho các bạn coi nè, đúng rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe. Rồi, chúc các bạn thực hành thành công nha.